Từ sáng nay ngày 23 tháng 1 năm 2022, ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh đón lượng hành khách lớn, thông tin từ báo Người Lao Động. Dòng người chen chúc đứng xếp hàng dài ở khu vực sảnh chờ làm thủ tục trước khi lên máy bay. Đa số là những người về quê ăn Tết, mang theo hành lý đồ đạc lỉnh kỉnh. Hiện tại thì tại sân bay Tân Sơn Nhất thì số lượng khách có tăng nhiều hơn và nhiều chuyến bay được mở hơn cho hành khách có nhiều lựa chọn cho về quê. Hiện tại sản lượng mỗi ngày của Vietnam Airlines thì trung bình khoảng 14.000 lượt khách đi và có khoảng hơn 80 chuyến bay. Thì so với những năm trước thì nó thấp nhưng mà đang có tín hiệu tốt về hồi phục của hàng không, thì đó cũng là tín hiệu đáng mừng cho mọi người tự do đi lại trong cái khoảng thời gian mà thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh. Có mặt từ sớm tại sân bay, chị Nguyễn Thị Hùng quê Đồng Hới, Quảng Bình cho biết đang rất nôn nóng làm xong thủ tục để được lên máy bay. Với chị, việc được về quê đón Tết sớm là điều mà bản thân chị và rất nhiều người ở đây mong chờ sau một thời gian dài việc đi lại bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch. Mỗi năm đi khoảng 3 triệu, 2 triệu mấy, gần 3 triệu. Bữa nay, năm nay chỉ có 2 triệu. Thấy cũng đông đó chứ. Chắc cả năm nay người ta không về được nên hôm nay Tết là gì, thấy đông. Thật sự nếu mà nói so với những thời điểm chưa có dịch đó thì ở sân bay bây giờ không có đông, nhưng mà nếu so với thời điểm dịch thì ngày hôm nay rất là đông. Tại vì mấy hôm trước chị cũng đi công tác thì nó cũng không có đông như vậy, rất là vắng. Hiện nay hành khách đi máy bay chỉ cần khai báo qua ứng dụng PC Covid. Ngoài ra hầu hết hành khách đều chủ động đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn để bảo đảm an toàn phòng chống dịch.